Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và nguy cơ lây lan ra cộng đồng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị y tế phối hợp thực hiện việc phun khử khuẩn, khử trùng đối với tất cả các phương tiện ra vào trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, mặc dù các ca nhiễm vẫn xuất phát từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện đã xuất hiện các ca nhiễm mới ở vùng lân cận và chưa xác định được nguồn lây. Điều này cho thấy dịch đã có dấu hiệu lây nhiễm ra cộng đồng và Hà Nội đang tiềm ẩn nguy cơ cao nhất. Vì vậy, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố, Sở Y tế phối hợp triển khai phun khử trùng, khử khuẩn tất cả các xe ra vào tại 30 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thủ đô. Đồng thời tiếp tục mở rộng test nhanh cho một số đối tượng. Bên cạnh đó, sẵn sàng ứng phó với tình hình mới và để đảm bảo công tác khám chữa bệnh, thành phố đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến với phương châm cố gắng tận dụng cơ sở vật chất sẵn có nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu đề ra. Toàn bộ cán bộ công chức viên chức Hà Nội cũng sẽ dành một ngày lương để ủng hộ công tác phòng chống dịch.